Guillermo speaking to you. Xin chào tất cả các bạn. Sau đây em xin trình bày bài tập 3. Bài tập 3 yêu cầu là cho vi xử lý PIC 16F887 kết nối với 3 nút nhấn up, down, start và 2 led bài đoạn. Yêu cầu là ban đầu 2 led bài đoạn hiển thị số 5. Nhấn up thì sẽ tăng 1 đơn vị, nhấn down thì giảm 2 đơn vị. Phạm vi hiển thị của 2 led bài đoạn nằm từ 0,5 đến 15. Nhấn start thì 2 led thì 2 led bài đoạn đang hiển thị số nào, số bao nhiêu thì sẽ nhấp nháy số đấy bấy nhiêu lần về mặt của lưu đồ viết chương trình và mô phỏng. Đầu tiên là về mặt nguyên lý. Nguyên lý của em bao gồm bộ phận chính là con vi xử lý 16F887 kết nối vào chân số 1 là bộ nguồn bao gồm một nút reset, một tủ điện và một đường trở. Cấp xung cho vi xử lý là thạch anh 20mm kết nối với chân 15 và 14. Ba nút nhấn start, start, up và down được kết nối vào chân B1, B2 và B3 vi xử lý. Cuối cùng là hai led bài đoạn. Hai led bài đoạn này được nối vào bọc C và bọc D thông qua đường trở 220. Tiếp theo sẽ là về lưu đồ. Đầu tiên là khai báo thư viện và cấu hình các chân. Giá y là biến đếm. Đầu tiên là sẽ theo đề bài thì y nó sẽ bằng 5. Viết khai báo mã led bài đoạn và hiển thị led. Đầu tiên là nếu nhấn nút nhấn thì y sẽ tăng lên một đơn vị và y sẽ đi cộng con. Xuống là nếu y lớn hơn 15 thì sẽ quay lại chương trình ban đầu, quay lại y ban đầu y bằng 5. Và cùng, nếu đúng thì sẽ đến xuất hiện. Tiếp theo là nếu nhấn down, nhấn down thì cái y sẽ giảm xuống 2 đơn vị. Và nếu y nhỏ hơn 5 thì sẽ quay lại 3 y ban đầu y bằng 5. Và nếu đúng thì sẽ xuất ra chương trình. Cùng là nếu như nhấn star thì sẽ có một biến t và biến t này sẽ nhỏ đi. Biến t là để hiển thị số lần nhấp nháy. Số lần nhấp nháy này sẽ bằng với y. Và nếu đúng thì sẽ xuất ra chương trình. Nếu sai thì sẽ quay lại và hiển thị led. Tiếp theo sẽ là viết chương trình cho vi xử lý. Tên include là khai báo tên vi xử lý là 16F887. Push là khai báo thư viện là HS. Use delay clock 20 là cấp xung thạch anh ngoài 20mm. Define start bin demo là dán nút start cho pin D1, tương tự define up pin D2 là dán nút up cho chân B2 và define down pin B3 là dán nút down cho chân B3. Using pin 8 là đặt một biến không dấu y và t. Cop using pin 8 là đặt cái biến mã bài đoạn là hàm số và các mã bài đoạn bao gồm từ 0 cho tới 9. Đầu tiên là viết chương trình chất tắt. Mình sẽ đặt biến t là biến để đếm số lần chất tắt. Chạy bằng là for t bằng 0, t bé y và t bằng 0. Output đây là cấu hình chân ra là 0 mm.
delay 200 ms. Ngó ra của chân D sẽ là má nhất bài đoạn. Y chia lấy dư cho 10 tương đương với số hàng đơn vị. Out bút C là ngó ra của chân C sẽ là má bài đoạn. Y chia cho 10 tương đương với hàng chục. Sau đó là delay 200 ms. Tiếp theo là exhibit chương trình chính của chương trình chính là cái cấu hình chân C và chân D sẽ bằng không. Output plot star là thiết lập, plot star là ngõ vào, tương tự output plot phúc là thiết lập, nút nhấn phúc, phúc là ngõ vào, và cuối cùng output plot down thiết lập, nút down là vào. Đặt GT là đặt chương trình ở GT thì đầu tiên theo đề bài là Y bằng 5 là left sẽ hiển thị số 5. Còn KT là kiểm tra chương trình là nếu nhấn nút bút thì sẽ delay 10 ms giây, và sau đó biến Y sẽ bằng Y cộng 1 là sẽ tăng lên 1 đơn vị. Quay input bút bằng 0 là làm chống dội cho nút bút. Tương tự down bằng 0 thì là nếu như nhấn nút down thì sẽ delay 10 ms giây, và Y sẽ bằng Y trừ 2 là sẽ giảm xuống 2 đơn vị. Quay input down bằng 0 là làm chống dội cho nút down. Cuối cùng là Y bằng input star bằng 0 là nếu như nhấn nút star sẽ delay 10 ms giây. Nhấn star thì sẽ khởi chạy chương trình trước tốc. Quay input star là làm chống dội cho nút star. Input star thì nó sẽ xuất ra chân D là má nhất bài đoạn, Y lên chia lấy dư cho 10 là tương đương hàng đơn vị, và output C là bỏ ra phần C là má nhất bài đoạn, Y chia cho 10 là tương đương với hàng chục của nhất bài đoạn. Tiếp đến là if Y lớn 15 thì sẽ go to GB, là nếu như đến Y này lớn hơn số 15 thì nó sẽ quay lại giá trị ban đầu là Y bằng 5. Tương tự if Y bé hơn 5 thì vậy. Cùng là go to KT là sẽ quay lại kiểm tra chương trình cốt. Cuối cùng sẽ là viết chương trình, cuối cùng sẽ là mô phỏng chương trình chạy ILET 7 đoạn. Đầu tiên là em sẽ làm cốt cho công ty xử lý. Thì đoạn cốt của em là bài tập 3 và 2 lớp 7 đoạn. Xung 20 mê. Bắt đầu chạy chương trình. Thì đầu tiên giá trị ban đầu, theo đề giá trị ban đầu là 5. Nó sẽ hiển thị số 5. Nếu như ấn cốt thì nó sẽ tăng lên 1 đơn vị, là hiển thị giá trị là 6. Tiếp tục nhấn Up thì nó sẽ tăng lên 1 đơn vị là 7. Còn nếu nhấn Down thì nó sẽ giảm xuống 2 đơn vị, là từ 7 nó sẽ giảm xuống còn 5. Nếu như tiếp tục nhấn Down thì nó sẽ vẫn giữ nguyên vì 5 là giá trị ban đầu. Còn nếu như tăng lên 15 nếu như tăng lên 15 nếu tiếp tục nhấn nữa thì nó sẽ quay lại bằng 5 là giá trị ban đầu. Và cuối cùng nếu nhấn Start thì ở đây hiển thị số bao nhiêu thì nó sẽ chớp tắt bao nhiêu lần, ở đây thì số 5, nhấn Start thì nó sẽ chớp tắt 5 lần. Tương tự là nếu như hiển thị số 6 thì nó sẽ chớp tắt 6 lần. Như vậy là em đã hoàn thành xong bài tập 3 kết nối vi xử lý với hai nét bài đọc. Cảm ơn thầy và các bạn đã xem.